Sao bạn nghe? Dạ. Sao vậy? Bị gì vậy? Bị đau bụng Đau hay cái gì vậy? hông? Dạ. Ủa quen rồi. Ông du gì ngầu. Tôi ngủ xấu quá rồi, tự nhiên qua ngày nó ngủ. Rồi bữa nào anh sẽ lên. Đây sắp sửa vô mùa mưa, hai mẹ con ở đây sao anh thấy sao mà năm mấy năm ngoái đó, là năm nay là năm mấy nay là nắng á. Anh thấy trời ơi, rồi em về là 2 năm rưỡi liền ha. Mua không? Mưa không mua, mua dữ dằn. Mưa rồi con ngủ ở đâu? Tỉnh. Mưa rồi ngủ ở đâu? Ở đâu có củ ba lan ăn đã vậy? Hả? Ở đâu có củ ba lan ăn vậy? Ba cho anh. Vậy hả? Cho xin miếng nghe coi. Trời, đẹp gái quá à. Ba Gia Thịnh chắc đẹp trai lắm rồi ta. Mấy ông Gia Thịnh, ba Gia Thịnh đẹp trai lắm phải không? Con gái mà. Vậy hả? Đó, biết ba nữa không em? Không. Không biết ha. Ta còn nói dụng luôn luôn á, chịu sao vậy? Tại con dạy thì cái may. Con dạy là cái may ha. Dạ, cái đứa cặn đó con lo đâu, lo lo cũng chưa từ dưới đầu cổ con em không chịu, chưa lo con em đừng có chữ. Chưa chắc rồi đó lo em nghe qua em thấy nữa. À YouTube gì đó. Cũng nhờ tấm nghiền là nó từ đầu em mới sớm em trên đỉnh đó. Nó dài vô nó thôi xuống em phức tạp. Có gì đâu, anh thấy sớm đây cũng bình thường mà. Không phải chắc nó vì rất là tốt luôn. Chỉ có nội em thôi nè. Người ta không đi tìm bắt nội thì nội em sẽ phục nội luôn, nội cũng thương em chứ. Nó bị đi làm hoài đi, bây giờ nội cũng nói nội cũng nói được, có phải em đi làm sao giờ giờ. Chứ làm, mà em mình đi làm mà làm tay làm hàm nhai mình làm mới có sống mà. Thấy không Thịnh? Bây giờ Gia Thịnh giờ nè, có muốn đi học không? Thịnh muốn biết được vài chữ, em mua đặt đồ á cho tới đồ rồi 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 bé nó có khai sinh gì không? Khai sinh nữa em được cũng tiêu luôn rồi. Trời ơi, rồi làm sao cháu đi học? Đủ cái chuyện rồi đem dài thi qua rồi cũng tiêu luôn rồi. Em không muốn đi học, bây giờ khai sinh cái này ngon cái này, cái này bơ cù bắp cái này chứ còn nghèo không cả nhà. Bé Gia Thịnh là bé gái nghe cả nhà. Cười. Mẹ tính nói gì kìa Thịnh? Mẹ tính nói gì với chú Liêm kìa? Mẹ nói đi, có gì mẹ chia sẻ coi. Mẹ kiếm cuộc sống gì thôi à? Sống tốt mà thời gian lao động rồi. Sống tốt người khỏe, hỏi ai đèn áp nữa. Cái đèn áp là người là Trung Quốc. Chú đi. Chú đi. Hổ. Mẹ muốn cuộc sống vậy thôi ha. Dạ. Trời ơi. Cái cổ nguyên nữa. Rồi 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 vậy rồi ba cái đồ ngủ rồi, tối nay rồi sao ngủ? Khi ba làm cái người chủ nhà không có la. Anh biết rồi, nhưng mà ba cái đầu ngủ của em đâu? Đây. Trời ơi. Cái nhà đâu? Em hả? Thôi rồi. Trời ơi, để gì đó hả? Rồi lỡ kiến bu vô rồi sao? Thôi em vũ anh. Ai dù cái mệt cho em nè, em không biết. Em đang ngủ đi kia đó, em bật người vô, em ấy là em ngủ luôn. Con để gọn lại, để gọn lại. Vậy là tối nay hai ba con nằm đây ngủ luôn. Dạ. À, cái chiếc chiếu em biết niệm gì để bên kia kìa phải không? Dạ dạ, có gì em phải trả. Mấy này cũng bên kia cũng cái cô nãy đi qua cái gan. Cho hai con lót ngủ ha. Dạ, em nói bây giờ em đuối quá trời rồi, em ngã nghe em ngủ luôn. Đuối quá rồi. Ờ, cũng mong anh mấy anh làm từ thiện thì nó giúp đỡ tận tình. Lành đi ghê, lành quá lành luôn à. Hay là thường như đó cái gì, cuộc sống đó. Là lăn lộn và trải nghiệm ở cuộc sống ngoài đời thì những đứa trẻ rất là lanh, dạ. Rất là lanh hơn so với những đứa trẻ mà dạ. Trời, trong người cũng khó chịu hả? Dạ, em mệt, em đúng sốt mấy mấy ngày nay không hết. Sốt mấy ngày dạ. Sao không uống thuốc? Có đồ uống hả? Ăn gì chưa? Có cái tô rồi, cái tô dĩa ai cho vậy? Dạ, cũng như chị thấy gì cho đó. Có cơm dạ. Luôn đó hả? Dạ, có cho, người ta cho là ăn được. Có khi người ta múc ra riêng cho mình ăn, có khi người ta múc ở trong nồi là ăn cơm xong có cơm đó. Còn không phải là con dư cặn này nọ. Người ta
phải giúp đỡ em không nấu em ăn nữa. Vậy là hàng xóm ta cũng dạ, có nhỏ bé này nè, chứ em đi về dài chứ sớm về thì đó không ai đụng em chứ. Mặt hàng nào cũng cứ mặt hàng luôn. Xin đừng nha. Xin đừng đụng em nha. Hả, em làm lại có tại vì em có coi em tu á. Bây giờ em có coi em tu ha. Rồi em đi sửa cái. Bây giờ mình có con mà gái mình sống tốt vì con ha. Ơi, cô kìa nằm cô kìa. Thấy thương không? Trời ơi, bây giờ đi vài bữa nữa này trời mưa xuống rồi, giờ cũng lo cho hai mẹ con thế này cả nhà. Ở ngay ở cạnh một cái dốc cầu đó. Mà bây giờ sống lang thang bụi bờ chỗ này nè. Ơi, tính kiếm thuê cái nhà trọ cho mà hỏi không chịu. Không, qua Mỹ Long nè, qua khu vực Mỹ Long ở chịu không? Anh thuê vô đất nữa, vô đất nữa, vô đất nữa. Anh kia về quê còn ảnh ở đây à, ảnh ra quê làm xiên đâu ạ? À? Lên thăm coi mẹ con thế thì sao, cho tiền nó ăn bánh về coi coi chỉ coi kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi sao? Dạ hả? Mẹ ơi sao, nó nghe coi. Nó sợ rồi, bỏ nó đi lắm. Bây giờ chú dẫn mẹ con đi chịu không? Dắt mẹ về nhà ở chịu không? Không hả? Không. Bây giờ chú dắt mẹ con về dưới mà lo cho mẹ con, để con bên đây con chịu không? Còn thôi chú dắt con đi, con chịu không? Không luôn. Không, không chịu luôn. Thôi cho xong con em đi. Không có dạy nó câu vậy chứ. Thầy rồi em con cũng quýt với nhau rồi. Ừ. Đâu có chịu khổ rồi. Thôi theo chú đi, theo chú đi nha. Theo chú đi, chú lo cho đi học luôn. Chịu không? Luôn có con nào ơi. Không. Gia Thịnh theo tôi đi. Không. Căng lên kìa cả nhà, căng lên. Thôi chú nói chơi thôi chứ làm sao mà đem con đi đâu được. Đem con đi đâu rồi, chú chạy chưa khỏi ra cái cầu này nữa là mẹ con nắm chú lại rồi. Hiểu không? Chú chọc con thôi. Từ từ tới mấy giờ hai mẹ con mới ngủ nè. Hả? Dạ. Mấy giờ hai mẹ con đi được ngủ rồi, nọ khuya hay là nọ dọc đường nào cũng mấy em chứ vô con muốn nhà cho tiền thì vô là hay nọ thì qua giúp đỡ em 10.000 10.000 giúp chứ. Nhưng mà ý anh hỏi là mấy giờ mới ngủ rồi, hay là cứ đi gông gũi gì hoài không ngủ nghe gì hết? Thầy cứ đi không, đi nào đuối mới ngủ. Đi nào đuối ngủ rồi hả? Ờ, có bà chị kêu chú ăn cơm. Trời ơi, hai mẹ con dám tối quấn mền chị ngủ lắm mà. Đâu quấn lại coi. Quấn lại sao, quấn sao đâu. Trời ơi, quấn vậy là ngủ luôn á hả? Ơi, tội nghiệp chưa? Ok, nằm gì nè. Ngủ gì rồi, tối mũi rồi sao? Có mũi không? Có khi người ta cho mùng, cho mền, tùm lum hết trơn luôn. Ta cho mùng cho mền luôn ha. Không. Rồi sao mùng mền đâu, không lấy văn lên. Muốn mua mùng mền không? Không, không, em không cần. Cái gì cũng không cần chứ trời. Không, em không cần. Cần gì chứ. Mùng mền đâu có mắc đâu anh mua được. Chịu không? Không, cái gì cũng không chịu hết. Không chịu cho mẹ coi là trời không chỉ vậy chứ. Sao cái gì nó cũng từ chối chứ người ta. Thấy tội nghiệp đấy chứ. Lúc mới thì thấy khó tiếp cận nó, còn giờ anh thấy nó dễ thương chứ bộ. Bộ em tên gì em quên rồi. Em Nga. Nga, bé Nga. Dạ, ở nhà anh Diếp. Bây giờ anh mua cho em cái chiếc chiếu, cái mùng với cái mền, hai mẹ con ngủ đây. Em nào cũng bảo về bữa thôi, khi qua lộn nhà cái không phải là đuổi mà, khi qua tạm nắng thôi chứ không ấy. Có tuổi đây thì dễ lắm. Còn ngủ cũng quên. Đi lắm rồi chụp mệt vậy đó. Anh. Kệ đi, để cho cháu chơi đi. Để cho Gia Thịnh chơi đi. Gia Thịnh luôn, đặt Gia Thịnh luôn, Minh Thịnh. Đặt Gia Thịnh với Gia Thịnh đẹp chứ bộ. Ờ, Gia Thịnh đẹp. Xấu quá mẹ ơi. Tên Gia Thịnh đẹp quá con. Chịu không? Chịu nên thấy không? Hả? Không chịu hả? Coi nè, sống gì nè, đó, đi vị đó, lang thang gì với mẹ mà chịu hai mẹ con á. Vậy rồi cứ vậy hoài rồi mai mốt bé Thịnh nó lớn rồi sao nghe. Bởi vậy em cũng... Em phải có nghĩ tương lai cho con chứ. Bởi vậy biết sao vậy, không nhờ giá ba mẹ em luôn á. Em không quen rồi, vậy tôi làm cũng quen rồi. Ba mẹ, ba mẹ nghe. Ở Bình Dương. Bây giờ có thông tiền không? Có gỡ ba mẹ ba mẹ không? Có ba mẹ cũng nhớ ba mẹ quá. Không nhớ luôn. Đời nào có ba mẹ em cũng đâu cần đâu. Em cũng tôi làm quen rồi. Năm mười mấy tuổi rồi. Tôi làm bao nhiêu năm rồi? Em cũng tôi làm cũng cỡ 7-8 năm. Không, em sống năm 19 tuổi á. Tội nghiệp mới nghèo. Tội nghiệp Gia Thịnh đó nè. Không, Gia Thịnh. Và bây giờ mình muốn giúp cho cái mùng cái mền.
không chịu đi chiếc chiếu á, chịu vậy nè. Mày tắm chưa nè? Chưa. Nè mà con là mấy giờ mới tắm nè, nói nghe coi. 5 giờ mới tắm. Trời ơi, giờ này người ta là 7 giờ mấy rồi, 5 giờ mới tắm. Là 5 giờ ngày mai nghe. Sao bạn nghe? Dạ. Sao vậy? Bị gì vậy? Bị đau bụng hay gì vậy? Dạ. Ông du gì ngầu. Tôi ngủ xấu quá rồi, tự nhiên qua ngày nó ngủ. Rồi bữa nào anh sẽ lên. Nè. Bữa nào anh lên 12 giờ đêm anh lên. 12 giờ đêm anh chơi. Hốt hai mấy con đem về luôn. Gì vậy? Đem về luôn. Không em chơi, không em được cái gì hết trơn á. Hốt hai mấy con đem về luôn. Không con tôi đẻ em nữa. Ủa dễ đẻ lắm hay gì mà sao? Ai biết rồi được, em nhạy con lắm á. Em nhạy con lắm mà. Dạ. Không em về chơi anh đó mà mạnh đi qua anh đó, sợ không phải em quay lại anh được. Ủa mày mày con đem gì dưới tôi luôn. Chịu không Thịnh? Chứ đẻ đây ngủ hoài vậy tội nghiệp. Chứ không em không được cái gì hết trơn. Không được gì hết trơn hả? Ờ. Đâu sao biết không được gì, nhiều khi cũng có cái để còn xài được. Không có xài được. Hả? Em có gì xài. Còn tại nga em muốn biết thôi chứ cũng dễ thương nè, đẹp gái nè chứ bộ. Bây giờ em nói cô em si đa cũng xài được không? Được luôn, cái gì cũng xài được trơn á. Nghe nga cái Thịnh chịu không? Đợi này bữa nào mà chú Liêm lên bắt gờ thấy hai mấy con ngủ ở đây là chú Liêm hốt đem về luôn. Thôi anh nói chơi thôi, giờ anh đi nghe. Ở mèo hôm chừng ngày mai rảnh nó lên ghé thăm buổi sáng. Dạ. Nha. Ghé mời hai mẹ con cà phê ăn sáng rồi ha. Nha. Căng quá. Trời ơi. Ủa sao vậy? Bộ không thích anh lên hay gì vậy? Không có đâu. Chứ sao vậy? Anh mới nghe nói gì anh. Nói ông này ông làm phiền tôi hoài, thấy ghét cũng quá. Ai ghét thì đi. Đâu? Đó đó, thấy chưa? Đó. Ờ. Ờ anh về đi. Về ha. Về nghe. Đủ rồi. Về liền nghe. Hai mấy con là bộ làm quyền không chịu hả gì rồi. Đủ về rồi. Buồn thì chớ. Tao ta Liêm chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo về cuộc sống của mẹ Nga và con Thịnh. Rồi chào tạm biệt cả nhà.